Mặt cầu thủng lỗ chỗ, sắt thép hố neo, dây sóng dọc lắp ngang đã bị han rỉ và mục. Mặt cầu yếu ớt chờ sập, nhiều người dân gần như phải đánh đu khi đi qua những cây cầu treo đã xuống cấp này. Cầu treo Bản Khá, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu đã giúp 90 hộ dân Bản Khá qua lại suối Vạt 18 năm. Hiện tại, chiếc cầu này đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Những thanh tre chắp vá, những lỗ hống trên chiếc cầu làm cho người đi qua cũng thấy sợ. Nhưng hàng ngày, mọi người vẫn phải qua lại, bởi đó là cách duy nhất để qua suối. Đi cũng thấy vất vả lắm nhưng mà chả biết làm thế nào. Người dân thì chả làm biết thế nào với có cái cầu mới. Cầu xuống cấp, bà con ở bản đã thường xuyên đóng góp vật liệu bằng gỗ, tre để làm lại. Nhưng với cách làm này, chỉ đơn thuần do người dân tự tu sửa. Mùa mưa đến, dầm cầu bằng gỗ hay tre đều bị mục. Tại nhiều điểm cầu treo tại các bản Nà Ngà, Hủy Toi, xã Trường Hạc, bản Cố Nông, xã Tú Nang, xà ngang đã bị mục gãy, ván mặt cầu nứt gãy và bị xô lệch sang hai bên. Dù vậy, vào vụ sản xuất, hàng ngày cây cầu này vẫn gồng mình để hàng trăm lượt người cùng hàng hóa qua lại. Cầu của bản thì được dựng năm 97, đến nay là được 18 năm rồi. Hàng tháng thì chúng tôi vận động nhân dân hay là tu sửa cái cầu làm sao để đi lại nó thuận tiện. Nhưng mà cầu nó xuống cấp rất nghiêm trọng. Tôi rất mong là nhà nước thì cố gắng tạo điều kiện để cho tôi được có cái cầu mới cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Bắc qua hai con suối, suối Sập và suối Vạt, huyện Yên Châu có 36 cây cầu treo dân sinh nằm rải rác ở các xã. Trong đó, nhiều nhất là xã Tú Nang 12 cầu, Trường Hạc 6 cầu, Sập Vạt 7 cầu. Thực tế, 36 chiếc cầu treo này đều được xây dựng đã lâu. Hiện tất cả hệ thống cầu treo giao thông nông thôn trên địa bàn huyện chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước. Hầu hết, các cầu treo đều đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Đáng nói là, tại các cầu treo này đều không có biển báo về tải trọng cũng như cảnh báo nguy hiểm. Và người dân ở đây thì dù có lo sợ, vẫn phải hàng ngày đi lại qua những cây cầu như thế này. Trước mắt là vận động bà con khắc phục một số đoạn cầu quá xuống cấp để làm sao là cho bà con đi lại trước mắt. Thế còn về giải pháp lâu dài thì cũng mong chính quyền các cấp là cố gắng quan tâm để xem xét đầu tư khắc phục. Năm 2015, huyện Yên Châu đã có 3 cây cầu được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng. Cầu treo bản Na Cóc, xã Vương Lán, cầu bản Đán, xã Trường Sàng và cầu bản Sai, xã Sạp Vạt. Với đầu tư 3 cây cầu gần 6 tỷ đồng, đảm bảo thiết kế và an toàn cho người dân trong việc đi lại. Còn 7 chiếc cầu xuống cấp đã được đưa vào danh sách đầu tư mới. Với những chiếc cầu treo xuống cấp còn lại thì hỏng đến đâu, bà con huy động sửa đến đó. Với thực tế đó, rất cần sự quan tâm, đầu tư của các cấp để những cầu treo dân sinh trên địa bàn huyện Yên Châu được đảm bảo an toàn cho người dân và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.